lái dòng gì anh? D30 ha. D30 cho trước vậy. Gió dữ lắm đó nha. À, đứng gần nhưng mà gió dữ lắm cho trước vậy. Mến chào quý ông bà cô chú đã đến với video tiếp theo của em. Lời đầu tiên thì em xin chúc quý ông bà cô chú mình một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Dạ, hôm nay em đang đứng ở đây là trung tâm thị trấn Chi Tôm của chú anh chị, khu du lịch Hồ Tập Bãi Sà Chét. Hôm nay ở đây diễn ra một cái lễ hội là đua xe mô tô địa hình. Đó, cô chú anh chị thấy phía trước em là các đoàn xe mô tô đó chuẩn bị hưởng ứng ngày lễ đua mô tô đó cô chú anh chị. Ở đây thì có mấy anh bên công ty Lộc Trời nè, biểu diễn máy xịt thuốc, máy phun thuốc rồi cô chú anh chị. Đó, ở đây thì có bà con đi rất là đông luôn nè. Đó, thì em mời cô chú anh chị mình đồng hành cùng với em và mình vào cái lễ hội hôm nay nè cô chú anh chị. Hôm nay thì là đua mô tô địa hình lần đầu tiên có ở Chi Tôm An Giang. Đây thì mấy anh điều khiển những cái chiếc máy phun thuốc đến đây góp phần cho không khí nó thêm nhộn nhịp hơn cô chú anh chị. Đó, phía trước em là bà con rất là đông luôn đây. Đó, và đây là cô chú anh chị. Đây. Đi đây nè cô chú nhìn thấy bên gánh này nè, bà con hưởng ứng cái để đưa mô tô rất là đông lên đây. Thì sắp tới thì cũng ở khu đề diễn ra một ngày lễ hội đua bò cô chú anh chị trên cúp truyền hình An Giang. Đó, cô chú anh chị nhớ đón xem những ngày lễ tiếp theo ở Chi Tôm mình nha, em sẽ cố gắng ghi hình lại cho cô chú anh chị mình xem. Thì mấy anh bắt đầu là di chuyển những cái chiếc máy phun thuốc này cô chú anh chị, di chuyển dần ra phía ngoài. Khiêng ra từ từ, di chuyển ra kiểu này thì nó sẽ nhanh hơn. Phía trước thì sắp diễn ra thi đua mô tô đó cô chú anh chị, bây giờ đang các ban bên tổ chức đang chuẩn bị rồi thì làm lễ xong rồi, còn đợi chuẩn bị xong rồi sẽ đưa cho anh em ra đua. Mấy anh bên công ty Lộc Trời nè điều khiển những chiếc máy phun thuốc này ra ngoài kia. Giờ thì em mời cô chú anh chị mình đồng hành cùng em đi tham quan một vòng nha, một vòng cái khu này. Mấy anh bắt đầu di chuyển mấy chiếc Playcam này đi ra ngoài này cô chú. Sẵn sàng đem ra ngoài ship dài ha anh, sang dài ha, công việc mình xong rồi ha. Chúc mấy anh nhiều sức khỏe nha. Hello. Có cần là cái vậy, cần cái bên vậy. Hả? Cần chú hả? Dạ. Bến quê An Giang. Ok. Ừ. Lên ủng hộ chú nha. Đây, dài đây đợi cô chú chị đó. Dài đây nè. Bà con hưởng ứng cái ngày này rất là đông luôn nha. Tiếp đây. Em sẽ đi ghi hình một vòng cho cô chú chị mình xem nha. Phía này thì có mấy
anh nhiếp ảnh này kia, anh báo chí đang tác nghiệp này, cô chú anh chị. Bên này thì bà con hứng ứng ngày lễ nè, rất là đông luôn nè. Mọi người cũng náo nức ra đây để đón xem cái ngày lễ đua mô tô địa hình này, coi nó có gì hấp dẫn hay không. Nó lần đầu tiên tổ chức ở Chi Tôm An Giang nên bà con rất là hiếu kỳ. Cô chú anh chị thấy ở phía trước em nè, bà con đi rất là đông luôn nha. Trời. Rất đông luôn. Đó, đây nè. Đây giờ bên đây nè cô chú. Đó, bà con đi đông lắm. Rồi sao phía bên đây nè. Cô lớn tuổi rồi cũng đi xem đua mô tô nữa ha. Vui mà. Vui á. Rồi chúc cô sức khỏe nha. À, mấy chị đi ra đây chụp hình quay phim các kiểu luôn. Mà coi hôm nay là quá đông luôn cô chú anh chị ơi. Rồi bây giờ đây nè. Khu này là cái sân đua bò, sắp tới sẽ diễn ra đua bò ở đây nè cô chú anh chị. Này sẽ đi qua bãi nè. Đi qua bên đây thì sẽ bị lún, nghĩ qua được không biết nữa. Nguy hiểm quá. Đi qua đây này có đi qua được không? Rất là này có đường qua. Bên đây có đường qua. Dài dài trên này nè, chuyện gì thấy nè, bà con đi rất là đông luôn nè, xe tổ tấp nập luôn. Đó. Đây, dài dài đây nè, cái chút. Quá đông bà con này, vậy cô bà này cũng vậy nè, cô chú anh chị thấy không, rất là đông luôn. Đường gọi đi thì xe rất là đông nha. Cô chú anh chị thấy không? Mấy bà con thưởng ứng ngày lễ này rất là nhộn nhịp. Xem này thì có dây người ta dân xung quanh này, có chứ nhìn cái tầm nhìn đi cũng thoát đó, có thể đậu xe trên này vẫn xem được nha. Ở đây có chị bán hàng. Rồi giờ bên đây con cũng có bán đồ ăn này kia đó cho chứ như vậy. Bánh tráng nướng luôn nè. Hello, quá ngon nè. YouTuber hả anh? YouTuber. Chào anh, kênh anh kênh gì vậy? Kênh anh là Bến Quê Miền Tây. Bến Quê Miền Tây hả? Ừ. Rồi, em gái ở Chi Tôm hả? Dạ. Em ở Chi Tôm này bán hàng này ha. Dạ. Nhà mình ở đâu? Nhà mình bán ở đâu? Nhà em ở ngoài Cùng Tiên. Ở đâu? Ở ngoài Hà Bao đó. Hà Bao ha. Ở nhà cũng có bán này ha. Dạ. Anh vô đây bán bữa nay bán lề bán ngày đua xe. Rồi chú em bán đất hàng nha. Dạ, em giấy có gì thương nha cô chú. Rồi bye bye em. Bye. Giờ dài bên đây thì bà con đi vô đây mua bán rất là nhiều, tại vì hôm nay là mọi người về đây rất là đông luôn đó cô chú anh chị. Giờ dài đây nè. Đây thấy chưa, cô chú anh chị thấy không?
rất là nhiều bà con đi ở đây cũng đúng cái ngày đua mô tô. Mọi người đổi xe vòng vòng nữa nè cô chú. Em sẽ đi ghi hình một vòng cái sân đua bò này cho cô chú chị mình xem bà con hôm nay. Em đậu luôn 5.000 cây. Em đậu 5.000 một cây luôn. Chúng chú bán đơn hàng nha. Dạ dạ đây thì có mấy anh công an bảo vệ vòng vòng đây nè cô chú. Sắp tới thì ở quê hương An Giang sẽ diễn ra cái sự kiện nữa cô chú anh chị, là cỡ 7-8 ngày tới, chắc cả tuần lễ tới đó, là sẽ diễn ra lễ hội đua bò vùng bảy núi trên cúp truyền hình An Giang. Thì đến đó cô chú anh chị nhớ đón xem. Lễ hội thì một năm chỉ có một lần thôi. Ở phía bên đây thì cũng có xe ở đây nè. Em sẽ ghi hình dòng cái sân đua bò này cho cô chú chị mình xem luôn. Hôm nay bà con hưởng ứng rất là đông. Nghe nói là lần đầu tiên tổ chức ở Chi Tôn, An Giang nên bà con hiếu kỳ về đây xem cái đua xe nó có hấp dẫn không cô chú anh chị. Về đây thì bà con đợi xe bắt đầu chạy. Rất là đông luôn nè cô chú anh chị. Luôn rồi. Gần đây không chú? Nhà chú gần đây không? Nhà gần đây không? Ở xa. Ở xa hả? Ở đâu lận? Cô Tô lận. Cô Tô mời ra đây xem đua xe luôn ha. Mới là tới chưa biết. Mới là tới ha. Không biết ra sao nhưng mà lần này đầu tiên tổ chức ở Chi Tôn phải chú? Mới đầu tiên. Dạ để coi hôm nay diễn ra làm sao có gây cắn về chưa đua bò hay không. Hôm nay thì bà con ở đây rất là đông luôn cô chú anh chị. Ngã ngang luôn. Thấy phía trước thì có những cái bạn đang tác nghiệp từ cô chú anh chị. Hôm nay thì bà con về đây hưởng ứng cái ngày lễ hội đua xe mô tô này rất là đông nha cô chú anh chị. Hôm nay là bắt đầu là tới hành biểu diễn đua xe mô tô địa hình, bà con hưởng ứng rất là đông luôn nè cô chú anh chị thấy không. Dòng một cái sân đua bò này thì còn rất là đông luôn. Cái sân đua bò này sắp tới thì sẽ diễn ra giải chung kết ở đây nè cô chú anh chị. Năm nay thì ở Chi Tôn tổ chức nên trận chung kết sẽ được diễn ra ở đây. Đua xe mô tô này thì lần đầu tiên tổ chức ở tại Chi Tôn này cô chú anh chị, nên bà con cũng hiếu kỳ ra đây xem biểu diễn này rất là đông luôn. Chú chị thấy đằng xa đó là người ta rất là đông nha. Giờ đứng nét bên đây là tôi
là đợi giống như anh chạy qua đó. Giống nó qua được rồi, nó qua luôn à. Thank you.